Chào mừng các bạn đã quay trở lại với ỷ Thiên TV trong phần chơi Minecraft Compact Clotrophobia Và đã 10.000 năm rồi chúng ta mới gặp lại nhau đó Tại vì trong thời gian giữa hai tập phải ngồi chuẩn bị rất là nhiều thứ hả các bạn Mình chuẩn bị tới cái mức mà mình bây giờ mình không biết mình phải chuẩn bị cái gì nữa luôn <laughs> Nghe ghê không thì chúng ta sẽ cần phải làm một công thức rất là căng thẳng Ở đây là những cái khí, những cái... Uh chất lỏng gì này nọ đó mình kiếm được à, trong cái việc mà điện phân nước ra ha lát nữa chúng ta tính tới chuyện đó bữa nay làm tới nó đó và cũng làm theo một cái phòng maximum compact machine luôn cái phòng này cũng thuộc dạng là đau đớn nhưng mà ít ra là một cái glitch thì nó cũng không tới nỗi quá khó khăn nhìn vô công thức này khói kim cương thua đó bởi vậy mất nhiều thời gian là ở thực hiện những cái khâu mà chúng ta đã làm rồi trong những thời gian trước ha Bây giờ ta sẽ cần phải mở cuốn nhiệm vụ lên Fusion Core mình đã có Giờ yêu cầu phải có 64 cái Fusion Electromagnet Mở lên Fusion Electromagnet Magnet đâu Công thức của em ấy Bang. Chưa có được Tại vì còn thiếu Cái này Cái này mình cho làm rất là dữ luôn á 1000 thấp alloy luôn kìa Thấy ghê không à, Thấy ghê như vậy nè Phải là Phải là hết redstone <laughs> Từ từ Hết redstone chuyển vô một cái rồi và thêm một stack nữa lại hết redstone. điều em không muốn nay cũng đã tới rồi đó uh oh chắc phải cho... kiếm thêm redstone quá rồi giờ bỏ hết số lượng này vô luôn nha bỏ hết cái này vô luôn nha giờ làm cho đủ số trước đã để vô một cái dư hai cái từ từ tính tiếp và electromagnetic cái uh, copper này cũng có sẵn luôn rồi. Chỉ cần bấm bấm và bấm thôi. Peng 64 The power of the sun in the palm of my hand. Nói là phải nói cho đủ. Có câu đằng trước phải có câu đằng sau nữa. Rồi ta có được 64 rồi và trong phần thưởng sẽ có thêm 32 nữa, tổng cộng sẽ là 96. Thấy chưa? Thấy, thấy tính toán giỏi ghê chưa? 64 cộng 32 là 96 luôn đó, thấy không? Rồi, ai không tin thì cứ thử tính lại đi ha Chúng ta sẽ có được à, Một cái chỗ dành riêng cho em ấy Cục này đã đây Vô đây À mà khoan để coi à, Chưa có connector không ơi Đi đi chứ cần phải có connector nữa Để nhớ coi à, 12 cái connector á Đây 10 cái rồi xong luôn thấp alloy <laughs> chuẩn bị nhiêu đó rồi mà còn không đủ ơ uh -oh, thấp alloy ơi rồi bây giờ mình sẽ cần phải ngồi ở đây thêm chừng hai uh, ngàn năm nữa ha để mình làm thấp alloy một cái pro Boron đâu qua đây lấy thêm 64 cục cuối cùng đã nấu xong thì cũng đã cho làm thêm mớ nữa là được hai trăm mấy nè và mình sẽ cần phải có 12 cái này trước rồi uh, sẵn đang nhớ đây thì mình sẽ làm uh, đây là signalum plan còn thiếu so redstone đây là đi step redstone ta có bốn so rồi signalum cấp độ cao hơn từ reinforce lên signalum signalum lên cấp độ resonant chờ bỏ cho chậm này phải nấu lên tại vì mình muốn nâng cục điện lên nâng đồ này nọ lên là phải bắt buộc có signalum hết À, signalum này cho nấu cho nấu đâu rồi đây còn dư đây nữa ủa à, bỏ vào vô induction smelter mới nấu được induction smelter nằm đâu rồi ta nhớ coi induction smelter để đâu rồi à, chưa có lấy ra hàng gì đâu kiểm tra coi còn cát không Hết cát luôn Ta kiểm tra trong này coi Không còn luôn Gravel Phải lấy cái Strongbox ra mới có Hình như ở trong cái Strongbox này Oh yeah Xài hết trơn luôn rồi Ủa vậy Gravel à, Phải đi kiếm thêm rồi Vậy trong cái Strongbox nhỏ hơn còn không Bởi vì à, Không có thì phải làm thêm Rất v à, Hết luôn rồi nha hết luôn rồi nhớ nhớ ơi còn chỗ nào có ở bên đây thường hay đập tường có hay quá nhớ là phải giữ lại miếng 16 cục rồi chỗ này mình đang cho đập cái ton nè đập thêm xong rồi đó cây đó là cây electron người ta mở lên tiêu vật rít cất vô nha rồi cái này cái này đem cho nghiền ra chó nhanh nghiền kiểu nào cũng được hết nghiền kiểu này đây chỉ có 16 thì cần 16 thôi là đủ. Rồi và bên đây có đủ luôn. Có này nữa Fusion Core. Giờ để cái máy này xuống rồi. Ờ ồ, lộn chút. Ở bên đây là cái phòng trống nè. Bên đây là cái phòng mà cho được cái máy này. Thì vô trong này. Mình sẽ dọn hết tất cả mọi thứ ra nha. Kiếm chỗ để một cái mở lên. Bỏ vô, bỏ vô, chạy. Ta sẽ có được Signalum từ signalum này cần phải nâng cấp lên signalum upgrade kit đẩy cục điện lên electrum gear vô làm nó là nâng cấp á nó là upgrade kit nó sẽ có lên cấp độ cao hơn nữa thì cấp độ đó cũng làm được thôi giờ còn thiếu 4 signalum đây rồi signalum đã tới lấy xuống Signalum Upgrade hết ổ cục này nâng cấp bằng việc chế tạo hả Có không Phải gom vô không Đâu có Cục này đang ở cấp độ uh, Harden Ủa chưa lên Reinforce nữa Thiệt tình luôn Chưa Reinforce nữa làm sao lên Signalum được Bắt buộc phải có ha Rồi Còn nếu mà muốn uh, Không cần phải qua nhiều bước như vậy uh, Thì gom hái này lại được không Không có Phải thêm ngay từ đầu thì mới chịu Reinforce Conversion <laughs> Vậy thôi đi từng bước cũng không sao Đi từng bước là cái này lên trước nè Xong cái này lên cái nữa nè Là điện nó sẽ có được 32 triệu Thì cái điện nhiều để làm gì Để chứa hết tất cả những gì Mà trong này sản xuất ra được Khi mà mình gạt cầu dao lên một cái Điện năng này chạy từ phía sau vô ăn lên chưa giờ ơi chụp, chụp lên rồi bậy quá đang vô nè điện năng đang vô nè nha nhưng mà nhớ á là chỗ này nó còn quá nhiệt là nó bắt đầu á nó meo đau á hay là nó làm tan chảy hết những cái khung ra thì cái đó có cách để xử lý nhưng mà bây giờ cần á là phải lấy hết cái phần năng lượng ở trong ra sau khi mình đã bỏ cái cục EU 235 hai ba năm ở trong rồi nếu mà mình lấy ra luôn từ bây giờ thì nó ổn cái cục eui du trong khi mình lại dư điện Mà đem đi bỏ Ta không đem cất nó vô đi Nó sẽ tốt hơn ha Giờ để mình chở này xong á Mình sẽ đập hết nguyên cái máy này ra luôn mình Đem qua cái phòng khác Mình đã có được 30 ngàn ấy 30 triệu với quên 30 triệu RF Đang tăng lên thêm nữa Chưa dừng lại Nghĩa là cái cục này còn đang sản xuất điện rất nhiều Mặc dù mình đã cho dừng lại rồi nha ta thử uh, tắt cái này đi cái coi À, trong cộng dây đang có mấy chục ngàn nữa nè ở đây không tăng lên ha à biết rồi biết rồi biết lý do vì sao rồi chuyện này không phải từ uh, ở trong cục đó ra đâu từ chỗ khác tới để trên đầu vô ở phía bên dưới có không không có nó tới là từ ở bên ngoài á từ cái lỗ rồi nè đẩy vô chứ đâu ra rồi bây giờ chúng ta còn ở đây là 11 giây 1 giây đây 3 triệu Ở đây 2, 2 triệu chứ 2 triệu chắc hơi ít Giờ lấy cục này luôn đi đây. đây là cục mới làm nha Mình vô trỏng Mình đổi cục này vô Mình sẽ thải điện vô trỏng Cho hết vô trong đây luôn Cục này tháo ra Đầu vô ở phía trên Ok Và Chuẩn bị đếm ngược 10 nè 9 8 7 6 5 Và Nó chuyển sang tích Nó không đến nữa rồi bum, xong xuôi hết, đi lab leu 235. Như vậy là phải từ leu 235 xài xong nó ra cái cục mà đã xài cạn kiệt rồi. Thì từ cục này chúng ta mới có thể đem đi nghiền ra. Nó sẽ có được tiny clump up uranium 238. Thì 238 là những cái loại phiêu mà tốt hơn nữa đó. đó ví dụ như đi lab này Oxidize nè. bỏ thêm oxy vô chỏng xong cái uh, oxy làm gì? oxy xong nấu lên nấu lên rồi làm gì nữa nấu lên là đem đi nghiền ra sao nó vòng vòng vậy vậy đem đi nghiền ra ngay từ đầu đi được không đâu coi lại coi lại từ đây đi lab chúng ta sẽ coi nấu ra vậy ngay từ đầu này ta sẽ được bốn mươi tám 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 còn nếu mà làm qua bên đây nấu lên vẫn là đi lab thôi và nó sẽ có bốn mươi tám 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 hai ba bảy hả 237 241 Plutonium Neptunium Nó có sự khác biệt chút ha, đâu để coi lại coi phải không nha. Phải không? Phải không? 237 Plutonium Ồ oh, cũng vậy à. Nhưng mà có cái này là 238 nè, 238 thì có thể gom lên, lên được cục này. Cục này lại lên được max 239. Đó, nó sẽ lên thêm những cái cục fill cấp độ cao hơn, ví dụ như 233 nữa nè. Nói chung là đi từ từ lên á Cầm trong người không sao hết, đỡ ghê Nhưng mà có phóng xạ tốt nhất Chúng ta nên cất đi ha Ờ uh ồ, -oh. à, giờ có chỗ cất đâu Cất đi đỡ đi, có phóng xạ Cho nên bắt buộc phải tháo ra ngay và luôn Đừng có cầm trong người Mới cầm lên phát có 15 rát rồi kìa Thấy không Đã dọn xong cái phòng rồi Giờ để tháo cái đầu ra một cái Lấy cái này, đập cục này ra luôn Đập ra rồi mình nhớ là mình còn một cục nữa đâu rồi ta Cục xanh xanh này nè Đập ra luôn Lấy Chuyển qua bển Gắn lại hết nguyên một cái Fission reactor ở bên đó nha Rồi nhảy vô trong đây Cái này như đem nấu lên đúng không ta Đúng rồi đem nấu lên một cái Để cho nó mất hết những cái gì dễ đi á Đem nấu lên đi Bỏ vô một cái thôi ở trong không còn gì đâu Chắc chắn luôn Nếu mà còn đem nấu là mất nha Ráng chịu á Vô đây Chúng ta sẽ làm lại một cái Fission Reactor 3 x 3 x 3 ở bên dưới Thì tổng cộng nó là 5 x 5 x 5 á Và cũng xây dựng bên trong giống y chang như những gì mà mình đã làm rồi luôn Mình đã xây dựng lại cái máy Fission Reactor Hay là máy phản ứng phân hạch ha thì chỗ này chúng ta mở rộng lên cũng được Nhưng mà nó sẽ ảnh hưởng đến một vài thứ mình đang làm ở đây nữa Mình sẽ gắn một cái bộ Để có thể tắt mở được cái máy lên Một cách uh, tự động Nghĩa là khi nó đã gần quá nhiệt Thì nó sẽ phải tắt Gắn vô này nọ Để vô để vô Tập này đi gắn lộn rồi Rồi bây giờ trong đây chưa thấy chạy đúng không Chưa thấy chạy Thì cần phải về lấy một cục LEU Đây LEU 235 tôi trước tình hình sao nha ở mới gắn đường điện chuyển ra eo 235. hai ba năm với lại uh, gì nữa không cầu dao có rồi chỗ chọn. mở lên bỏ eo 235 hai ba năm vô đó đang bắt đầu chạy rồi đó rồi và dừng lại bắt đầu chạy và dừng lại tại hết đây phát hiện gì chưa Compare. phe tín hiệu ở đây đang khóa lại nè để mình coi gắn vậy rồi mở lên tại vì nó chưa có tín hiệu ở đây nó chớp cái tín hiệu lên á rồi và khi nhiệt độ lên cao thiệt cao thì nó sẽ ra như thế nào đầu tiên phải gắn cục này vô trước để cái bên được không đầu vô đầu vô là màu xanh Không hiểu Không hiểu thành ra bắt buộc là phải gắn đường dây là vậy đó Gắn đường dây vô, gắn cục này vô. Màu xanh. Rồi, tất cả mọi thứ điện năng đâu? 6 ba mấy. Tắt hết đi. Đâu vô? Điện đâu? Khoan khoan khoan, chuyện gì đã xảy ra? Điện đâu? Ờ uh ha. -huh. Bất đất đúng rồi Ủa kỳ vậy Này ở phía sau Điện cũng không vô luôn Nhưng mà nhiệt độ đang tăng lên kìa Tăng lên rồi sao nữa Tăng lên quá mức Có vấn đề gì không đây Nghi lắm nha Khoan 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 Ta cần phải tắt nó đi một cái Vậy là không được mình đã có được một cái uh, Fission Reactor tự động tắt mở Nhưng mà nó chưa được như ý ha Giờ tắt mở kiểu này nó cũng hơi kỳ kỳ xíu Tại vì uh, nó sẽ chạy đến khi nào hết fuel là điều chắc chắn Và nó vừa nhích lên cái cái Nó sẽ có một cái chế độ là tự động nó tắt đi khi mà cái nhiệt độ này quá cao nè Cái nó vừa rớt xuống cái nó vừa chạy tiếp luôn Vui vậy đó Vừa rớt xuống cái chạy cho nên bây giờ nó sẽ chấp tắt chấp tắt thì mình đang suy nghĩ là mình sẽ dọn nó qua đây ha Không có cần để xa giống vậy nữa Lý do mà hồi nãy nó không chạy á Tại vì chúng ta phải cho nó chạy mồi trước Phải cho chạy lên một khúc trước Rồi sau đó mới để cho nó bắt đầu nó tự động chạy Đơn giản vậy thôi đó Giờ có thêm được cái Delap LEU 235 nữa rồi Và đang có thêm một cục này gần đây Cục bên đây đã đầy nha Signalum lâm xeo luôn đã đầy Cục bên đây gần đầy Bây giờ muốn tắt nó thì sao Muốn tắt nó thì cho nó chạy hết đi nó tắt rồi Để hết là tắt Không cần mình phải đụng tới nữa Bây à giờ ta sẽ cần phải ăn vô một cái Qua đây Giờ cái phòng này Đây là cái phòng trống nhất luôn nè à. Này không có gì á thì để bên dưới Đặng ta còn cấp điện lấy điện ra gì này nọ được ha Đem cục này đem lên trên để Cục này bên dưới Cục này lên trên Vô trong đây Chỉnh lại vị trí Mình sẽ đứng ở trong góc phòng ta cần phải tìm vị trí trung tâm Đặt cái Fusion Core xuống trước Up. Bự quá bự Nó sẽ là một cục 3x3 Đây là phòng bự nhất rồi nha Hình như để lệch kìa kìa à, rồi Đập ra mà thấy nó mất luôn á Là khóc hận á Ok chưa Bây giờ bắt đầu xây dựng Thì mình sẽ cần phải có cục này Vô đây vô đây Rồi cần phải có một cái cục đá hay gì đó Để giúp chúng ta đặt lên các phải làm thêm miếng kiến ha, rồi để coi coi uh, fusion, infern fusion class, Ủa không ta, còn cái đó không, plating, ba miếng, thêm được thêm sáu mươi mấy miếng nữa, sáu lăm miếng, rồi làm công thức này, năm mươi sáu cái, được mười mấy cái, mười bốn cái, để mình coi coi mình thiếu bao nhiêu mình sẽ làm thêm ha. Bây giờ vô trọng trước Tại vì miếng này đặt lên trên để mình nhìn vô trong cho vui Rồi như vậy đó chúng ta sẽ có một vòng xung quanh Cứ xây đúng một vòng xung quanh Tại vì ở đây người ta nói là làm cái nhỏ nhất ha Nhỏ nhất là 9 x 9 á Thì 9 x 9 nó cũng có cái thiết kế riêng của nó Còn nếu mà chơi khổng lồ luôn á là phải dư tài nguyên nhiều nha Rồi giờ kéo ra đây Đầu bên này và theo như uh, trong nhiệm vụ thì uh, những gì mà mình làm cũng như là được cho uh, là vừa đủ để làm một cái 9 nhân 9 đây người ta có nói là 9 nhân 9 cần 200 RF per để có thể kích hoạt được cái fusion reactor lên nghe fusion reactor nó cái gì đó nó cao siêu quá thì ta có fission và fusion thì fission là phân hạch còn fusion là hợp hạch thì nó phân ra rồi nó cũng sẽ có cách để nó có thể gom lại được đặt đập cái này đi Và kiểm tra đầu này kết nối Xong chưa 24 cục 24 cục là bao trên đây đúng không à, Từ 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 bình tĩnh Để gắn kiến vô trước Còn thiếu nhiều thì chúng ta sẽ gắn phần đó vô nha Gắn kiến vô Ở đây là hết ở đây là 5 cái Bên đây cũng 5 cái Tại vì mình không muốn làm thêm thì mình có thể xài cái này luôn cũng được Mình làm thêm thì mình nhìn vô bên trong được nó vui hơn Chỉ có vậy thôi Nhìn vô bên trong được tất nhiên là phải vui hơn rồi Rồi chỉnh lại chó đẹp Chi cho đều lại một cái Ví dụ như đây <laughs> Chi cho đều Chi Cho đều là chiên vậy nè Đó à, tự nhiên nó lại cục giữa vô kìa thấy không Đẩy cái này số chẳng á cho nên nó gì số lẻ chứ quên Cho nên nó sẽ lòi lại như vậy Rồi và chịu khó làm mấy kiến nó gắn vô là nó sẽ đẹp luôn Nó sẽ không có cục đó ha Còn thiếu uh, copper đúng không Hãy còn thiếu copper ồ uh -oh, phải cho nấu đồng lên thêm miếng rồi Đồng thì nhiều lắm Ra đây làm thêm thiệt nhanh cái Men bỏ vô bỏ vô 10 cái nữa 10 cái đâu đủ Phải bỏ vô chậm nó mới chịu hai cái nữa cũng được Rồi à, Bây giờ bên đây thì đã chạy xong rồi Tiện năng còn dư lại Có cục delay LEU Lát nữa mình xử tiếp Bây giờ chỗ này Chúng ta ra chỉnh lại cho nó đẹp tập ra Lấy cục này xuống Gắn vô Đó Thì có thể thay đổi Còn không thay đổi cũng chẳng vấn đề gì Không ảnh hưởng gì hết nha và cái Fusion Reactor này á uh, Nó cũng sẽ có những cái ống như là Nhiệt độ, năng lượng gì này nọ Có hết á Và nó sẽ cần phải sử dụng cái gì Ta mở lên coi Hydrogen Để được Deuterium Hoặc là Deuterium luôn Để sản xuất ra những món này Nhưng mà mình sẽ cần phải có Tritium Tritium sẽ cần phải có gì đây Deuterium cộng vô và ra được Tritium Ok liền Tritium 500 đây 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 mau chóng đi đi thôi đi thôi cái này để xuống đây chứ lên trên đây thì uh, ở đây chúng ta sẽ có hydrogen gas đây là khí hydrogen nè à. này phải lấy cái xô múc vô đổ cho nó đẹp ha đừng có chơi hết vô luôn nó ổn chúng ta múc xô vô ta đổ vô coi một cái và điều đặc biệt á là cái fusion reactor này nó sẽ cần phải có đủ điện thì nó mới chạy không đủ điện thì nó không chạy đâu nó phải đủ cái độ nóng nữa đây tháo cái cục này ra đi ở đây mình có thể truyền điện ra được rồi nè giờ mình gắn cái này xuống này là ấp đúng không ấp đúng rồi tại vì cục này đang có gắn dây điện thì ấp ở đi lên và bây giờ ta lên trên đây cắm cấp điện thì cắm ở đâu cũng được ví dụ như cấp điện xuống đang rút điện nè mở lên cái fusion reactor energy store đang rút điện thú về luôn nó đang chạy nè đang cấp vô nè đó nó chạy nó bao ra hết rồi nè được mới nhiêu đây thôi ghê lắm cấp điện cái này thật là khủng khiếp luôn á phải coi uh, cấp điện trên và dưới nữa thì cục này nên để nó có tới bốn mặt ha bốn mặt cục này để đây à, cấp ra phía trên và phía sau trên với sau còn cái này là còn này ở bên trong bên trong cái này là dưới dưới và bên đây cho nguyên cái máy nó hoạt động luôn mới được khi e magnet not work not power đó thấy là nó lên xanh xanh rồi thấy không thay vì màu đỏ nó sẽ chuyển sang màu xanh cấp điện nhiều lắm cấp vô chưa y e magnet lên hết cho tôi nó không chạy tới đây ta uh oh nó chỉ dừng lại tại đó thôi nó không qua đầu bên kia b à à như vậy để đầu này được không chạy qua đầu bên đó được không có điện lên lan truyền ra vậy mới được phải lan truyền điện ra trên đây cũng vậy trên đây trên đây trên đây nó còn thiếu bên đó một xíu để mình để ở đây cho nó lan truyền điện ra cái Đâu được chưa Đỏ Đỏ, đỏ Chết rồi À, không được, phải cắm đường dây rồi Cắm đường dây đầu này, cắm nghe đầu kia Chơi kiểu này là bị hao điện rồi Nó rút rồi. nó mất rồi. thấy không Chúng ta phải có thêm mấy cục điện đó Còn không phải cắm dây Tải cho nó hết thì nó mới chịu chạy được Giờ cái uh, lực từ trường nó chưa có chạy được nè xung quanh này chưa đủ mình đã sạc lại hai cục điện và trong đây có được ba cái đi led này nè ấy đi liền luôn cất cất nhanh lên nhanh lên xong nha mở lên bên đây bây giờ uh, cắm xuống một cái là phải cắm trên kia một cái mình đã chuẩn bị thêm đường dây ha đìnhất đất chuyển được 4.000 tic thì nếu mà không đủ nữa là chúng ta sẽ cần phải tính đến cách khác chuyển điện nhiều hơn nữa nha rồi đầu ra Đầu ra Đầu ra ở phía sau Ra liền con ơi Tất cả đều xanh lên Quyên một cái bộ này phải xanh lên hết Từ đầu này tới đầu bên kia luôn Ở bên đây là mình cũng kéo dây luôn nha Cho chạy một vòng luôn á Bắt buộc Rồi điện năng chỗ này mất Căng vậy Điện năng lại lên Lên và lại mất Phải cắm cộng dây vô đây quá Hỗ trợ thêm chứ ở bên đây thì nó hơi yếu một chút đó giờ cho điện vô thêm Đầu bên này cục này còn nhiều vấn đề là cục này còn nhiều ố về yeah, luôn nó có chạy được tới đây không nè ăn thẳng quá kéo ra kéo ra em ơi kéo ra thêm đó giờ cấp vô thêm không hỗ trợ được hết thì nó sẽ không có chạy được đâu này nó cần nhiều điện khủng khiếp luôn á rồi, nghi lắm nè Nghi lắm nè Có thể cục này chuyển không đủ Chuyển ra được 16 ngàn Nhưng mà cộng dây nó lại không chơi được Cộng dây nó chỉ có 4 ngàn thôi Cần kiến trên đây là cũng sáng đèn lên luôn rồi Chứ đây nó nhỏ Ở dưới nó chưa Ở dưới đang đi từ từ lên Căng ha Xanh lên À bị mất nữa được chỗ này mất chỗ kia <laughs> rồi như vậy là vẫn không ổn không ổn rồi được này mất kia là khó chơi lắm bắt buộc chúng ta phải nâng cộng dây lên uh, cao cấp thiệt là cao cấp luôn dây này thì vẫn chưa chịu nổi với cái sức mà ở đây nó hút điện nói tóm lại mình đã chế tạo được một cái fusion reactor để chuẩn bị cho công việc sắp tới còn bây giờ mình sẽ tìm người ta đây mình các bạn trong tập kế tiếp Bye-bye.